Chào đón quý vị đến với chương trình Sống Khỏe, Sống Đẹp. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài bệnh trĩ và những ám ảnh vào những ngày nóng. Khi mà chúng ta ăn uống thất thường thì chắc chắn là sức khỏe của chúng ta nó cũng sẽ không tốt, và cái căn bệnh trĩ thì nó lại càng trở nên trầm trọng hơn. Và để tìm hiểu về đề tài này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm, Giám đốc Trung tâm Hậu môn học Bệnh viện Tràng An, đồng thời là Chủ tịch Hội Hậu môn trực tràng học Việt Nam. Xin chào bác Nhâm ạ. Vâng, chị. Vâng, xin chào. Và trước khi trò chuyện với bác sĩ thì xin mời quý vị và bác sĩ chúng ta sẽ cùng xem một phóng sự ngắn sau đây nhé. Khí hậu đặc trưng quanh năm nắng nóng Pháp để đối phó trong khi sống chung với lũ. Thưa bác sĩ, chúng ta vừa xem qua một cái đoạn phóng sự ngắn để có thể tìm hiểu được bệnh trĩ và những nỗi khổ của những người bị bệnh trĩ, mà thường là mùa nắng nóng thì lại cái căn bệnh này thì lại càng khó chịu hơn. Thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về những vấn đề này được không ạ? Mùa nắng ấy, thì mồ hôi nó ra nhiều, thế và những cái vùng kín thì nó lại càng bị mồ hôi nó ẩm ướt. Thế và lại nhiệt độ nóng thì làm cho vi trùng, vi khuẩn nó dễ phát triển. Nó phát triển nhanh mạnh. Bệnh trĩ thì thực ra nó không phải là bệnh nhiễm trùng, nhưng mà nó cũng có cái yếu tố nhiễm trùng. Thế cho nên rằng trong những cái mùa nắng nóng, do người ta lao động làm việc thì mồ hôi nó chảy nhiều. Thế rồi thì quần áo không phải thay luôn được. Thế thì tất cả những cái điều kiện ẩm ướt nóng. Thế rồi ngoài ra là vấn đề ăn uống. Nắng nóng như thế thì cũng làm cho cái sức chống đỡ miễn dịch của cơ thể nó kém. Thế cho nên là như ta các cụ gọi là bệnh ở cái thời kỳ viêm nhiệt. Thế cho nên là cái khả năng bệnh trĩ nó nặng hơn, hoặc là nó có những cái cơn, hoặc là có những cái biến chứng nhiều hơn. Thực ra bệnh trĩ thì cụ thể nó như thế nào? Vâng, thế thì tôi xin nói như thế này. Bệnh trĩ thì thứ nhất là một cái bệnh rất hay gặp. Đối với người lớn nó khoảng trên 50%. Như vậy tức là cứ hai người thì có một người bị. Chứ bệnh trĩ thì nó không phải là một bệnh ác tính. Nó không phải là bệnh ung thư. Nó cũng không... Cho đến bây giờ thì các tài liệu thế giới đều không nói là bệnh trĩ biến thành ung thư. Nhưng nó là một cái bệnh dai dẳng và âm thầm. Và nhiều người bị. Thế thì bệnh trĩ nó là như thế. Thế thì bây giờ cái biểu hiện của nó chính là gì? Là nó đi ngoài da máu. Mà lại là da máu đỏ. Còn da nhiều hay da ít thì tùy theo bệnh nặng hay nhẹ. Cái thứ hai nữa là nó xa bưu trĩ xuống. Thì cái xa bưu trĩ thì lúc đầu thì nó xa ít, nhưng sau nó xa nhiều và sau này nó xa thường xuyên. Thì khi anh đi làm này, hoặc là khi chúng ta ngồi thế này là ngồi lên bưu trĩ. Cho nên có một cái ảnh người ta vẽ, tức là như là ngồi lên trên một cái ghế mà toàn những gai cả. Đấy, cho nên người bệnh sẽ rất khó chịu. Thứ hai nữa là nó có những cái dịch chảy ra. Nhiều khi nếu mà trĩ nặng là nó kèm cả phân. Thế thì nó cũng làm cho người ta cảm thấy mình hôi thối và nó rất khó chịu khi mà mình gần người khác. Tôi có thể kể một chuyện, tức là tôi có một bệnh nhân, anh ấy là giáo viên cấp 3. Anh ấy dạy toán, anh ấy rất giỏi, và học trò thì các em là cứ quấn lên thầy để hỏi các thứ, nhưng mà thầy bị trĩ độ 4 rồi. Thế cho nên là người thầy là nhiều khi nó nó không bốc mùi lên, và nhất là mùa hè chẳng hạn. Nên đến lúc anh ấy phải bỏ việc, anh ấy xin thôi việc. Thế nhưng mà tại vì anh ấy rất là tự trọng, mà anh cảm thấy nó không lịch sự. Thế nhưng mà sau đó chúng tôi mổ thì khỏi, anh ấy lại xin đi làm và cũng được nhận lại, bởi vì anh ấy là một giáo viên rất giỏi. Dạ. Tôi muốn nói là đấy, cho nên nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Dạ. Thế cái bệnh trĩ thì nó có trĩ nội, có trĩ ngoại. Trĩ nội thì tức là nó mọc ở bên trong lỗ hậu môn, và trĩ ngoại thì nó mọc ở rìa lỗ hậu môn nhưng ở bên ngoài. Thế nhưng mà trĩ nội khi nặng thì nó cũng tòi ra ngoài, và thậm chí nó tòi thường xuyên. Cho nên là rất nhiều người nhầm những cái trường hợp mà trĩ nặng như thế là trĩ ngoại. Thế nhưng mà cũng có người có cả trĩ nội, có cả trĩ ngoại, thì chúng tôi gọi là trĩ hỗn hợp. Đấy, thì bệnh trĩ thì đại khái là nó cứ âm thầm nó phát triển và chả chữa gì cả, có khi rồi cái chảy máu nó cũng hết, nhưng mà thời gian sau nó lại bị nó cứ âm thầm như thế, nó tiến triển rồi đến một lúc nó nặng. Thế cho nên là người bệnh thì rất là ngại đi điều trị. Mà chúng tôi thấy nhất là các chị các cô khi mà có bệnh trĩ thì cứ rất ngại là nói với người khác là mình bị bệnh trĩ. Thế rồi rất ngại đi khám, thành ra nó cũng là một cái lý do nữa. Thứ hai nữa là tham công tiếc việc, thế rồi thì sắp sửa đi chữa, cố gắng lắm đi chữa thì lại thấy nó ổn, thế lại thành ra cuối cùng lại không đi chữa. Cuối cùng thì có những người là rất lâu năm, có những người tới 40 năm chúng tôi mới được chữa. Thế cho nên rằng đấy, nói chung nó là một cái bệnh xã hội, và nó cũng là nó ảnh hưởng nhiều đến lao động, ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng sống, đến hạnh phúc của con người. Thì có lẽ nói tóm tắt thế thôi. Và trước khi tiếp tục câu chuyện thật là thú vị với bác sĩ để có thể hiểu hơn về một cái bệnh trĩ, thì xin mời bác sĩ cũng như quý vị chúng ta cùng đến với một tình huống sau đây nha.
cuộc sống thế này mới gọi là hưởng thụ chứ. Tắt nhạc. Ôi. Anh làm cái gì đây? Anh uống bia, em làm gì đây? Em giật bia của anh ra. Tại sao lại giật bia của anh? Để cho anh không uống bia nữa. Tại sao lại anh không được uống bia nữa? Không uống bia nữa để anh không bị trĩ rồi ạ. Trời ơi, nó bé bé thôi. Hàng xóm trước nhà người ta nghe được bây giờ. Ủa thế bây giờ phải gọi anh bị cái gì bây giờ? Cái từ đấy nó nhạy cảm như thế thì phải nói bé bé là gì? Thế hả? Thế gọi là ấu trĩ á? Hay là ấu trùng? Gọi là ấu trĩ là được. Người ta uống bia bảo anh đừng uống bia nữa, coi chừng là anh bị ấu trĩ. Người ta nghe người ta không có hiểu gì. Hiểu chưa? Anh biết là mình bị trĩ mà suốt ngày anh uống bia, anh ăn đồ cay nóng, rồi anh sinh hoạt không điều độ, nhậu nhẹt bê tha. Thế thì đến một ngày nào đó, bây giờ thì anh không còn nữa, nghĩa là nó tạm thời nó lặn vào, nhưng mà đến lúc nào đó nó biểu tình ở cho nó nóng quá, đủ thứ ở trong cơ quan phục tủ ngũ tạng, nó tòi cái đấy ra, hiểu chưa? Bị trĩ lại. Lúc đấy đừng có ngồi nên mà khóc nhá. À không, không có ngồi được đâu. Lúc mà anh khóc trông anh hèn hạ lắm. Sao không ngồi được? Người bình thường người ta ngồi được, anh ngồi bằng cách nào? Ngồi bằng mắt à? Anh chỉ có đứng lại đi qua đi lại hoặc là úp mặt vào tường xong rồi chổng cái đấy ra mà khóc thôi. Thì anh lót gối ngồi cũng êm mà, đúng không? Mà bây giờ anh bảo em nhá, anh đã đi bác sĩ. Bác sĩ bảo như thế, uống thuốc phòng bệnh là không bao giờ bị lại, hiểu chưa? Chồng con ngang bướng kinh khủng luôn. Tôi ưa nói luôn. À, thưa bác sĩ, vậy bác sĩ có thể trả lời cái thắc mắc mà hai vợ chồng đang xung đột trong cái tiểu phẩm vừa rồi. Vâng. Nghĩa là khi mà uống thuốc rồi, điều trị rồi thì chúng ta cũng không cần kiêng cữ. Vâng. Cho lúc cô vợ thì vâng, lại có một ý kiến khác hẳn. Vâng. Thì không biết là đâu là ý kiến đúng thưa bác sĩ. Vâng. Trước hết để tôi thấy cái tiểu phẩm vừa rồi cũng hay. Dạ. Và nó cũng nói lên là cái vấn đề bia rượu là khi anh uống vào thì cái, hay là ăn những cái chất nóng như là tiêu ớt, hay là tôi xin lỗi là ăn thịt cầy. Thịt cầy là chúng tôi kinh nghiệm thấy nhiều người là ăn xong là lên cơn, những cái cơn kịch phát của trĩ. Lý do tại sao vậy bác sĩ? Cái đó thì tôi đúng là tôi cũng không thấy khoa học nói gì cả, cũng không thấy tài liệu nào nói. Nhưng kinh nghiệm tôi thì tôi chữa bệnh trĩ cũng mấy chục năm nay rồi. Thì tôi thấy rất nhiều người ăn xong nó bị biến chứng. Khi mà bệnh trĩ bình thường thì nó như thế, nhưng mà khi nó có biến chứng thì nó có hai cái biến chứng lớn nhất. Là một là nó chảy máu. Và nó chảy máu có những trường hợp nó chảy máu xối xả như gà cắt tiết, và có thể làm cho bệnh nhân ngất. Thế thì người bác sĩ cứ thấy là bệnh nhân thiếu máu mà không tìm được nguyên nhân gì cả. Thế nhưng mà kỳ tình ra là máu nó chảy, tuy là nó không nhiều nhưng nó cứ rỉ rả. Năm này qua năm khác thì cuối cùng người bệnh bị thiếu máu nhiều sắc. Và nếu mà không biết thì không chữa. Thứ ba là ở đây nó nói lên cái biến chứng của trĩ nữa, là chúng tôi gọi là trĩ nhồi máu. Tức là nhất là tôi thường gặp nhất là hay ăn thịt chó này, bia rượu này, vân vân. Thế thì đang tự dưng thế này cái bú trĩ nó thò lòi ra. Nó thò lòi ra một đống ở hậu môn. Thế và rất là đau. Và đây là chúng tôi coi là một trong những cái đau nhất ở hậu môn. Ngồi không được nữa rồi, đứng cũng không yên nữa rồi. Thế cho nên là rất khổ. Và đấy là một cái biến chứng mà trước đây thì thường là phải phẫu thuật ngay. Nhưng bây giờ thì chúng tôi cũng có trì trệ lại, nhưng chỉ hoãn lại một tí. Nhưng cuối cùng thường là cũng phải mổ. Nhưng còn uống thuốc có phòng được hay không thì cái đó cũng chưa nói rõ. Bởi vì trĩ, nếu mà trĩ nhẹ, thường thường trĩ người ta chia làm 4 độ. Thế nếu mà trĩ nhẹ độ 1, độ 2 hoặc là mới chớm độ 3 thì có thể uống thuốc khỏi. Và nếu uống thuốc phòng thì có khi nó không mắc lại. Nhưng mà nếu mà độ 3 to hoặc là độ 3 vòng, chúng tôi gọi là độ 3 vòng, tức là nó to nhưng mà nó sưng tướng cả lên khắp ở cả cái hậu môn, nó không thành búi nữa, thì chúng tôi gọi là trĩ vành khăn đó. Thì bây giờ độ 4, tức là nó xa liên tục ở hậu môn. Hoặc là trĩ nó biến chứng như tôi vừa nói là trĩ nhồi máu đấy, thì là uống thuốc không khỏi được. Và phải đặt vấn đề phẫu thuật. Và phẫu thuật xong thì vẫn nên uống thuốc phòng. Thưa bác sĩ, vậy thì ngoài những cái nguyên nhân như trời nóng nực thì sẽ dễ gây lên bệnh trĩ, thì ngoài đó thì còn có những cái yếu tố nào mà làm cho bệnh trĩ nó phát triển nhiều hơn không ạ? Bệnh trĩ thì người ta không biết nguyên nhân, là không biết nguyên nhân sinh ra bệnh trĩ. Bởi vì nếu biết nguyên nhân sinh ra bệnh trĩ thì người ta không phải cắt trĩ mà chỉ chữa cái nguyên nhân đó. Là trĩ phải khỏi. Nhưng mà có những cái mà chúng tôi gọi là nguyên nhân thuận lợi, tức là anh có một cái nguyên nhân kia rồi nhưng anh có một cái điều kiện thuận lợi để cho trĩ nó dễ phát triển. Đấy chúng tôi gọi là nguyên nhân thuận lợi. Thế thì nguyên nhân thuận lợi ý thì trước đây là chúng tôi hay gặp nhất bệnh nhân của chúng tôi là những người nào ngồi nhiều. Thí dụ như là lái xe này, lái ô tô. Hai là thợ may. Đấy.
là những người ngồi nhiều. Ở bây giờ thì là cán bộ văn phòng và dùng máy tính có khi cả ngày ngồi không. Nếu mà không theo đúng cái lời chỉ dẫn về vấn đề vệ sinh thì là hay bị. Và những người mà có những cái lao động nặng, thí dụ như là khuôn vác, thì những người là hay bị trĩ nhiều. Đấy là một cái điều kiện thuận lợi. Điều kiện thuận lợi thứ hai đó là như vừa nói cái vấn đề ăn uống sinh hoạt. Không ạ? Thì tôi cũng nhắc lại. Đây là uống, đặc biệt là uống ít nước, ăn ít rau quả. Đấy. Còn một cái nguyên nhân thuận lợi khác là viêm đại tràng. Viêm đại tràng là rất khó chữa. Và do chủ yếu là do vấn đề ăn uống mà nó không tốt, không đảm bảo vệ sinh, rồi nó cứ bị dần dần, nó gọi là viêm đại tràng mãn tính, rất khó chữa. Thế thì những cái đó là những cái nguyên nhân, rồi bệnh về gan, rồi bệnh gút vân vân, thì nó cũng là những cái nguyên nhân thuận lợi mà gây ra bệnh trĩ. Thì cái tỷ lệ của những cái bệnh nhân đó bị trĩ nhiều hơn là những người bình thường. Thưa bác sĩ, về những người bị bệnh trĩ, nhưng mà như bác sĩ hồi nãy cũng từ chia sẻ lúc đầu là cũng có người chịu đến 40 năm. Nghĩa là để lâu mà không chữa. Thì không biết là có chuyện gì xảy ra đối với họ ngoài cái chuyện khó chịu không ạ? Đấy, ngoài những cái chuyện khó chịu thì nó cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mà người ta ngoài những cái cơn, tức là nó có những cái đợt chảy máu này, hoặc là thậm chí có những đợt nó bị nhồi máu, nhưng nếu nó không to lắm hoặc nó bị tụ máu, thì rồi cứ chữa quanh chữa kéo, uống lá uống lẩu thì nó cũng ổn. Nhưng mà có càng ngày nó cứ càng ngày nó âm ỉ, nó nặng dần lên chứ nó lại không giảm đi. Thế cho nên đến mà lúc cuối cùng thì bắt buộc phải mổ. Mà mổ trong cái tình trạng nặng thì người bệnh cũng dễ bị tái phát và mổ cũng phức tạp hơn và cũng phải cần những cái phương tiện và những người thầy thuốc giỏi hơn. Cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ thì xin mời bác sĩ cũng như quý vị khán giả chúng ta lại đến với một tình huống tiếp theo nha. Này, nhanh lên, ôi hàng giảm giá là người ta báo 8 giờ giảm là 7 giờ người ta xếp hàng dài dằng dặc rồi. Bây giờ 9 giờ mấy rồi ông vẫn còn chín ính lên như thế này thì làm sao mà xếp hàng mà mua hàng được? Trời ơi, nói thiệt cái ông bây giờ tôi đi hết nổi rồi. Thôi bây giờ ông đi một mình ông mua hàng giảm giá đi. Cái thằng thấy món đồ nào được ông chụp hình gửi về cho tôi thấy được tôi nhắn tin là kêu ông mua. Chứ bây giờ tôi đi hết nổi rồi, thấy cái tướng nằm nàng tiên cá không? Đó, đi hết nổi rồi. Ông giống bố trẻ tôi quá à. Chắc tôi đưa ông lên bàn thờ tôi thờ luôn quá. Sao? Lại còn mua chụp ảnh gửi về cho ông nữa. Sao thế? Lại trĩ à? Chán quá, tôi tưởng cắt rồi cơ mà. Phẫu thuật thế nào rồi mà lại bây giờ lại thế? Thì lần trước là cắt rồi, tưởng như mọi chuyện êm xuôi. Ai ngờ đâu đợt trước nè, đi công tác, cái uống nhiều rượu bia, ăn nhiều thức ăn cay quá, cái nó bị trĩ lại. Mà lần này nó kinh khủng hơn lần trước ông ơi. Lần này nó quằn quại luôn á. Nhiều lúc tôi quằn quại tôi như con chó dại vậy. Tôi đứng không vững luôn nha. Giật mình tưởng chó dại cắn chứ. Vớ vẩn. Chứ bây giờ đơn giản quá mà. Cứ trĩ, cứ lòi ra là cắt. Lòi ra là cắt. Lòi ra là cắt. Lòi ra là cắt. Trời nói như ông hay quá. Tôi nói cho ông biết nghe. Cái mùa hè này nè, thời tiết nóng bức khó chịu lắm. Mà mình phẫu thuật xong á rất là khó chịu. Mà mình phải vệ sinh sạch sẽ. Mà vệ sinh không đúng cách là nhiễm trùng vết mổ. Bởi vì tôi đang phân vân là không biết là có nên đi phẫu thuật lại hay không đây nè. Vâng, thưa bác sĩ, cũng là câu hỏi mà rất là nhiều quý vị khán giả cũng quan tâm là phẫu thuật rồi thì sau đó lại bị tái lại. Vậy làm nào để chúng ta gọi là phòng để khỏi cần tránh được cái chuyện mà bị phải đi phẫu thuật thưa bác sĩ? Thứ nhất là tôi phải nói là thế này đi. Mổ rồi nhưng vẫn có thể tái phát. Bởi vì chúng tôi không biết nguyên nhân của trĩ. Cũng như bên nãy tôi nói, nếu tôi biết nguyên nhân thì tôi giải quyết cái nguyên nhân ấy, phải khỏi trĩ. Thế nhưng bây giờ chúng tôi chỉ thấy trĩ mà tôi không biết nguyên nhân. Thì chúng tôi là những người bác sĩ phẫu thuật thì chúng tôi cắt trĩ đi thôi. Cũng như thấy cái hoa, ngắt nó đi. Nhưng mà còn cái cây nó có thể nó lại ra cái hoa khác. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là nó cũng rất khó. Nhưng mà bây giờ y học người ta có thể đề phòng để cho cái khả năng sinh hoa ít hơn. Sinh hoa lại ấy, ít hơn. Đấy. Thế tức là tái phát ít hơn. Thì thực ra nó có mấy cái yếu tố như thế này. Một trường hợp mổ có tái phát hay không thì nó dựa vào thứ nhất là người bệnh. Thứ nhất là người bệnh anh bị cái bệnh này mới bị hay lâu, bệnh của anh nặng hay nhẹ. Thứ hai nữa là sau khi mổ anh có giữ gìn vệ sinh ăn uống, đặc biệt là vệ sinh ăn uống và đời sống gọi là nó có tính chất dưỡng sinh. Như trong này người ta nói rất rõ, sau khi mổ mà anh cứ ăn uống ăn cay uống ớt rồi vân vân thì cái khả năng nó bị. Mà nhất là mùa hè thì cái nhiễm trùng nó cao. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng chúng ta đứt tay một cái đó. Nhưng hàng ngày cứ lấy phân bôi vào đấy thì đến bao giờ cho cái vết thương nó khỏi. Đấy, cho nên là nó rất lâu. Thế thì cái thứ nhất là do người bệnh nhân phải ăn nhiều rau, uống nhiều nước. Thế và phải uống thêm thuốc phòng. Đấy, phòng trĩ tái phát. Thế nhưng cái yếu tố thứ hai là do bác sĩ. Bây giờ bác sĩ mổ có giỏi không đã? Anh mổ có đúng phương pháp và cái trường hợp ấy có đúng phương pháp hay không? Anh mổ có tốt, có tiệt căn hay không?
Vâng ạ, thì mới được. Đấy. Thế còn thứ ba nữa là nó cũng có một cái nữa là cơ địa. Cơ địa, thí dụ cơ địa xẹo rồi thì nó rất khó. Nếu như nói chung ấy thì cái vai trò người bệnh là rất nhiều. Nhất là sau khi mổ. Mà nếu anh chịu khó giữ gìn, ăn uống cho tử tế, giữ vệ sinh vào. Như các cụ thường nói là bệnh tòng khẩu nhập, bệnh theo mồm mà vào. Thế cho nên nếu anh ăn những cái chất mà mất vệ sinh vào thì là anh dễ bị, anh bị viêm ruột, anh đi ở lòng rồi anh đi táo, nhất là táo. Táo mà khi đi ngoài mà dặn ấy, là rất dễ bị lại bệnh trĩ. Thế cho nên rằng thì, và một cái công nữa là cũng phải uống thuốc phòng. Bởi vì phải dùng thuốc rồi sao nó cũng đỡ cho mình. À, thưa bác sĩ, thì như bác sĩ cũng trao đổi là trĩ có 4 cấp độ. Đối với cấp độ số 1 nhẹ thì chúng ta có thể sử dụng những thực phẩm chức năng. Nhưng mà cấp độ 2, cấp độ 3 hoặc cao hơn nữa thì chúng ta sẽ có những cái xử trí như thế nào ạ? Thì khi bệnh nhân đi khám thì bao giờ chúng tôi cũng phải phân chia độ. Xem là ở độ mấy. Thì thường thường trĩ có 4, trĩ nội là có 4 cấp độ. Trĩ ngoại không có cấp độ. Thế nhưng mà chủ yếu vẫn là trĩ nội. Thì trĩ nội thì có 4 cấp độ. Độ 1 tức là nó chưa thòi ra khi đi ngoài. Độ 2 là nó thòi ra khi đi ngoài nhưng sau nó tự tụt lên. Thế độ 3 thì nó thòi ra nhưng mà người bệnh phải lấy tay rút vào thì nó mới vào. Thế còn độ 4 là nó thòi ra và nó không vào nữa. Thế thì thường chúng tôi giải quyết như này: độ 1, độ 2 và độ 3 nếu mà là trĩ nhỏ và trĩ nhẹ thì chúng tôi cho uống thuốc. Thế thì thường thường là tôi cho uống những cái thuốc mà bây giờ nó có hai loại, một là thuốc, hai là thực phẩm chức năng. Vì các cụ ta thì xưa nay vẫn dùng ví dụ như là rau dấp cá chẳng hạn thì ta dùng để chữa đường ruột, đường quy, thế rồi nghệ để nó chống lành vết thương, rồi rutin để tránh để cầm máu vân vân. Ở độ 1, độ 2, độ 3 thì thường mà nhỏ thì thường chúng tôi khuyên bệnh nhân giữ gìn và uống thuốc thì nó có cái liều người ta đã hướng dẫn rồi. Thế còn nếu mà độ 3 nặng hoặc là vòng hoặc là độ 4 thì chúng tôi phải đặt vấn đề phẫu thuật. Nhưng sau khi phẫu thuật thì tôi vẫn phải cho dùng thuốc để đề phòng nó tái phát. Vậy làm thế nào để tránh tái phát cho từng cái cấp độ khác nhau thưa bác sĩ? Ở cấp độ 1, 2 và 3 nhỏ mình dùng thuốc thì nó vẫn có thể tái phát. Và có một số nó khỏi. Có một số nó không khỏi là vì này thường là bị táo. Chúng tôi gặp nhất là bị táo. Thế nên những trường hợp mà táo như thế là rất dễ bị trĩ. Thì nếu mà mình chữa, mình đề phòng, mình phải chống táo, tránh dặn ở khi đi ngoài. Thì và dùng những cái thuốc mà nó có những cái tác dụng đó. Và tôi khuyên là dùng những cái thuốc mà thuốc đông y của mình ấy, kết hợp là những cái đông y mà người ta biến nó thành viên thì nó mát hơn. Thế cho nên là mỗi cấp độ thì càng, tất nhiên là càng cấp độ nặng thì khả năng tái phát nó càng cao. Thế cho nên chúng tôi rất là khuyên bệnh nhân đi khám sớm. Và còn một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh mà tôi để đến bây giờ tôi mới nói là này, một người đi ngoài ra máu mà nhất là máu đỏ tươi bao giờ cũng phải đi khám mà phải thăm và soi hậu môn. Bởi vì nhiều khi các cụ ta nói đùa cứ bảo soi cua được ếch là vì nó là có cái bệnh ung thư nó nằm ở đấy, hoặc là đó chính là do bệnh ung thư, hoặc là bệnh ung thư nằm cộng với bệnh trĩ. Nếu mà không đi khám mà người thầy thuốc hoặc là khám không cẩn thận, không soi, không thăm khám này khác các thứ thì có thể để sót một cái ung thư. Mà cái ung thư ở vùng ý bây giờ thì khoa học người ta chữa có thể khỏi khỏi hẳn hay là ít nhất cũng sống được rất lâu nếu mà chữa sớm. Thì bây giờ lại coi nó đến bảo ỉa ra máu, ủa trĩ mà thì kê đơn luôn. Thế giờ có một người đi ngoài ra máu nhưng mà đi khám thì có khi phát hiện được ung thư mà chữa luôn. Nên tôi rất khuyên những ai mà đi ngoài, nhất là đi ngoài ra máu hoặc là nó có cái cục ở hậu môn gì đấy thì nên đi khám. Chứ không nên tự chữa hoặc là nghe mách giúp bảo dùng, mà nên đi khám ở chuyên khoa cẩn thận. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ tôi xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tiểu phẩm thứ ba nhé. Trời này, thằng cha này, ông rủ tôi đi đá banh mà giờ này ông còn nằm trình hình một đống này à? Thay quần áo đi nhanh, cả đội chờ mày sân rồi, đi đấy. Trời ơi, bây giờ thay đồ còn không nổi nữa đây nè. Nằm sải lai như nàng tiên cá trên bờ biển vậy. Đá đấm cái gì? Khiêu gợi phết. Khiêu gợi cái gì mà khiêu gợi? Sao đấy? Dạo này trời nắng nóng quá, cái bệnh trĩ lâu năm nó hành hạ tôi. Mà thiệt tình, tôi khổ ghê vậy á. Không biết kiếp trước làm gì nên tội mà kiếp này bị đai vậy nè. Thế cũng hỏi tôi, kể vụ tôi nhiều kinh nghiệm lắm. Gì? Nói vậy là ông cũng bị giống như tôi, bị trĩ à? Không, mình không bị trĩ. Ông chú ở nhà mới bị trĩ. Mà biết sao không? Uống cái gì? Bình thường không? Có sao đâu, hoạt động khỏe mạnh như vâm, chẳng ảnh hưởng gì. Thôi đi ông ơi, nhiều khi ông chú của ông mới bị bệnh trĩ đây thôi. Còn tôi là bị bệnh trĩ 10 năm rồi, trĩ cấp độ 3. Mà uống cái loại thuốc đó liệu có hết hay không?
hay là cần phải đi phẫu thuật? Chắc cái này hỏi bác sĩ đi nhỉ. Thực ra thì chúng ta có thể mua những sản phẩm chức năng uống vào để ngăn ngừa bệnh trĩ ngay cả cấp giai đoạn mà gọi là thứ ba, được không ạ? Đấy, cũng như tôi nói bên này đấy, cấp độ 3 nó có 2. Các nước thì nó chia là 3A và 3B. Tức là nếu mà 3 nhẹ thì có thể dùng thuốc hoặc thực phẩm chức năng. Đấy. Mà cái thực phẩm chức năng thì phải nói là thế giới bây giờ người ta dùng nhiều. Ngay cả Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc đã dùng, không phải Việt Nam đâu. Mà các cụ mình cũng dùng từ ngày xưa. Thế nhưng mà nếu độ 3 nặng, độ 3B hoặc là trĩ vòng lớn thì nên mổ. Và bây giờ tôi cũng phải nói rằng là thế này. Trước đây người ta rất sợ mổ trĩ, bởi vì cho đấy là một câu chuyện ghê gớm lắm. Đúng thế thật, mổ trĩ được cứ 3 tháng còn nhê nhết ở hậu môn. Nhưng bây giờ nó có những cái phương pháp mới. Mổ, cái thời gian sau mổ nó cũng nhanh và nó cũng đơn giản. Tôi thường mổ lông gô hay là những cái phương pháp dụng cụ khác thì bệnh nhân sau hậu phẫu nó cũng đơn giản, nó không những nó phức tạp. Và mổ nó cũng không đau. Thế thì đau ít thôi, thế thì không đáng kể. Thế thì tôi nghĩ là những trường hợp nặng thì cũng như ở trên tiểu phẩm người ta nói là tôi thấy rất hay đấy. Những cái trường hợp độ 3 là cũng là nên đi hỏi bác sĩ, mà hỏi bác sĩ chuyên khoa. Chứ không phải như bên nãy tôi đi khám, tôi khuyên là đi khám chung chung khi mình đi ngoài ra máu. Nhưng mà nếu mà cấp trĩ cấp độ 3 thì nên hỏi bác sĩ chuyên khoa. Rồi người ta cân nhắc giữa trường hợp này nên mổ hay không nên mổ. Đã nên mổ ngay chưa hay là còn phải chờ đợi thêm. Có khi là phải dùng thuốc một thời gian xong mới mổ chẳng hạn. Thế thì nên có một cái thận trọng. Nhưng mà nếu mà 3 nặng và độ 4 thì tôi khuyên là nên mổ. Sau đó uống thuốc để phòng thôi. Chứ không nên cố uống thuốc để bệnh nó càng nặng thêm. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thưa quý vị, hy vọng rằng những thông tin mà bác sĩ chia sẻ với chúng ta thì những ai đang bị những căn bệnh gọi là trĩ thì chúng ta có thể có những cái phương cách điều trị tốt, cũng như là chúng ta cũng có những cái thực phẩm chức năng để sử dụng. Và bây giờ là câu hỏi dành cho quý vị. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: ngoài sinh hoạt điều độ và ăn uống lành mạnh, cần sử dụng thêm thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng và điều trị bệnh trĩ đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp LB gạch dưới đúng hoặc sai, gửi tới số 02362292929. Sẽ có một phần quà trị giá 500.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0967438574 đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài của chương trình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 02362292929 để nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Còn đến với phần 3 thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tủ thuốc gia đình. Xin mời quý vị chúng ta cùng xem một phóng sự sau đây nha. Mùa hè là thời điểm mà hầu hết các gia đình đều đang rất háo hức mong chờ và chuẩn bị cho những kỳ nghỉ dài ngày, đi du lịch cùng bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Thế nhưng đối với những người bị bệnh trĩ thì mùa hè lại là nỗi ám ảnh vô cùng lớn, bởi đó là thời điểm những bú trĩ bắt đầu hành hạ người bệnh ngày một nặng nề hơn, làm cho bệnh nhân cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên vì đau và rát. Tại sao thời tiết nắng nóng lại là nỗi ám ảnh của người bệnh trĩ đến như vậy? Tình trạng đau rát, chảy máu xa bú trĩ, ngứa ngáy là các triệu chứng thường gặp của người bệnh trĩ, và những biểu hiện này còn có xu hướng nguy hiểm và khó chịu hơn khi gặp thời tiết oi bức. Lúc này bú trĩ càng phát triển to hơn và sưng hơn, vùng hậu môn luôn cho trạng thái ẩm ướt vì mồ hôi thoát ra nhiều, khiến cho vi khuẩn càng có cơ hội sinh sôi nảy nở, gây ngứa ngáy và làm cho bú trĩ càng sưng to hơn và gây đau hơn. Thay vào đó, với khí hậu oi bức, việc ăn uống qua loa không đủ bữa dễ khiến bạn bị rối loạn đại tiện, dẫn đến táo bón và sinh ra bệnh trĩ. Chứng táo bón thường gặp ở các quý ông có sở thích giải khát bằng bia, kèm theo những đĩa mồi cay nóng, thừa thịt nhưng thiếu rau. Ít vận động vốn dĩ đã là đặc điểm chung của dân văn phòng và là yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh trĩ. Và mùa hè cũng là thời điểm mà trĩ bùng phát đến các văn phòng khi mà thời tiết nóng lực khiến cho họ muốn ngồi yên một chỗ và tận hưởng không khí mát mẻ của máy điều hòa mà không chịu bước chân ra ngoài. Tóm lại, thời tiết nắng nóng cho nguy cơ mắc trĩ hoặc tái phát bệnh là rất cao, nên mọi người không nên chủ quan và cần chú ý sinh hoạt ăn uống điều độ, lành mạnh để phòng ngừa bệnh trĩ. Trước tiên, chúng ta, nhất là những người bị trĩ, cần phải uống thật nhiều nước. Nước không chỉ giúp ta bớt khát, làm mát cơ thể mà còn hỗ trợ trong quá trình điều trị và phòng tránh bệnh trĩ. Nên ăn nhiều rau xanh và các thực phẩm có tính nhuận tràng, tránh bị táo bón. Sử dụng các loại thực phẩm chức năng có chứa thảo dược hỗ trợ phòng và điều trị bệnh trĩ như diếp cá, đương quy, rutin và nghệ theo chỉ dẫn của bác sĩ để sớm thoát khỏi bệnh trĩ một cách an toàn và hiệu quả. Thưa quý vị, chương trình Sống Khỏe, Sống Đẹp được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và rất là mong nhận được những thư từ đóng góp của quý vị gửi về chương trình. Và Mai cũng không quên cảm ơn nhãn hàng An Trĩ Vương thuộc công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ xin chào quý vị và hẹn gặp lại.